Đây là công viên gì vậy? Không biết công viên gì luôn. Công viên này là công viên nhi đồng. Cái gì đó không đọc được, cần gì khó hiểu. Hiện tại chúng ta đang đi ở chỗ này là Yasio Si thuộc Saitama. Chúng ta đi đến Yatsuka. Dự tính sẽ đi khoảng một tiếng. Hiện tại bây giờ là 4:10 buổi chiều tháng 12 ngày 16. Ta sẽ đi qua đường. Ở đây sẽ không có ai, đi qua đường luôn. Hoàng hôn rất là đẹp. Tiếng chim hót kêu ríu rít. Có một người đang xem. Thank you for watching. Goran itadaki arigatou gozaimasu. Đang đèn xanh đèn đỏ. Chúng ta sẽ cần phải đi qua đường. Hôm nay sẽ đi về ga Yatsuka. Let's go. Bạn nào có nhu cầu mua nhà hãy liên hệ mình nha. Mình hôm nay đi quay nhà cho một khách hàng muốn mua một ngôi nhà 3.490 man ở trên đoạn đường này. Chúng ta sẽ đi khoảng tầm 30 giây nữa chúng ta có thể nhìn thấy cái ngôi nhà đó. Có hai ngôi nhà vừa mới xây xong tháng này đang ra bán đồng giá với nhau là 3.490 man. Lúc trước mình đã có đi vào cái thăm hai ngôi nhà đó. Lát chúng ta sẽ chỉ ngó qua phía ngoài. Chúng ta sẽ đi qua về đến ga Yatsuka. Đường này thì 6 rộng 6 mét cho nên nó có khá nhiều xe qua lại. Tiếng ồn, tiếng gió xe là có nha. Và khi mà đóng cửa vào thì hầu như là sẽ không còn nghe thấy tiếng ồn gì cả. Đấy. Đây là ngôi nhà hai bên này đấy. Vẫn có người đang bán ở đó. Đấy. Là ngôi nhà nhá. Đây là hai ngôi nhà đang ra bán 3.400 ăn này. Đấy. Ok nhá. Đấy, chúng ta sẽ xem qua này thôi. Đấy, bạn nào có nhu cầu tìm căn nhà khu vực Yasio này, hay là Misato hay là ở khu vực Soka thì để mình sẽ tìm nhà cho các bạn nhé. Đấy. Nhà rất là đẹp, chỉ có thì điểm xe buýt ngay ở đây luôn. Chúng ta đi mất tầm khoảng tầm 30 đi bộ mất tầm 30 phút. Đấy. Căn nhà, hai căn nhà đó.
Đây điểm dừng xe buýt nhé. Ở bên kia có một điểm dừng xe buýt nữa này. Đây chúng ta sẽ có trường học. Đó. 3.400 man nhà 4 LDK, 4 phòng ngủ. Dòng 1 thì là nhà phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh. Lên tầng 2 thì sẽ có 4 phòng ngủ. Tuy ở cái đường có nhiều xe qua lại như này nhưng do thiết kế cửa hai lớp kính cho nên khi đóng cửa vào thì sẽ hầu như là cũng không nghe được, giảm tiếng ồn rất nhiều. Bây giờ chúng ta đang đi ra cái đường to, tôi cũng chưa biết là chúng ta đang đi ra cái đường này gọi là đường gì đấy, đường có nhiều xe qua lại hơn cái đường trong này. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có mấy cửa hàng gì đây, cho thuê kho, cho thuê kho. Đấy. Ta kiểm tra vị trí chúng ta sẽ đi như nào. Đi đến xe ở đây. Ok. Đi tiếp. Đây có cửa hàng Taya, tức là liên quan đến lớp xe ô tô. Đấy, lớp xe ô tô. Đây cửa hàng bán xe này. À, xe này chỉ có 42 man thôi nha. Xe này chỉ có 33 man thôi này. Rất là rẻ. Ồ, con xe này đẹp nhá, dài này. Cái xe gì đây? Đẹp vậy. Wow. Xe này người ta bán à? Thì 395 man à? 395 man xe này à? Nó rẻ vậy nhỉ? Cho service này. Xe này 390 mấy màn là sao nhỉ? Thì 390 dài hơn 300 màn. Đây là Jonathan. Chúng ta đã đi được 9 phút. Đến đây chúng ta sẽ đi qua một con sông mà chúng ta đang... Thì bây giờ tôi sẽ đi qua như thế nào đây?
một cái nhà xưởng gì ở đây. Trời, nhà anh em tối tôi nghĩ là khi chúng ta đến và nhà sư cả sẽ trời sẽ chuyển thành tối đen như mực luôn. Rất hay, đèn đỏ nhưng mà lại không nằm vạch qua đường. Đấy. Mà nằm ở đây. Ta sẽ phải chờ vạch qua đường quá. Bác này bác bất chấp luôn, đi qua luôn. Nghĩ sẽ phải dùng cái nút bấm này quá, chứ không thì sẽ không biết là đợi khi nào nó mới sáng được. Đây. Hy vọng là bấm nó này sẽ nhanh được qua đường. Hy vọng sẽ chuyển xanh màu đỏ. Khá lâu. Mặc dù đã bấm nhưng mà chưa chuyển sang đỏ. Ta sẽ phải bấm lại lần nữa. Rồi, đã chuyển sang màu đỏ. Chúng ta được phép đi. Chúng ta sẽ phải đi tốc độ nhanh một chút, không thì sẽ rất là tối. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến một cái đoạn đường mà người ta đang làm sửa đường đường qua cái cầu, qua cái sông này, cho nên là chỗ này rất là lằng ngoằng. Đấy, ta đang có thể nhìn cái cần cầu ở phía trước. Chỗ này tôi xem trên bản đồ nó là bắc qua con sông. Và cái đoạn này là cái đoạn đang được thi công. Thì dạo bộ vào cái thời gian buổi chiều xế chiều này rất là thoải mái này. Đấy. Rất là trông rất là thanh bình. Mặt trời lặn xuống này, khá là mát mẻ. Đây là điểm dừng xe buýt. Ở đây rất nhiều xe bắt đầu đi qua con cầu này đây. Chúng ta đi bộ, không biết là chúng ta sẽ đi như thế nào. Và đang là công trình ở đây. Ô tô đi rất lòng vòng. Đấy. Nhà này rất là đẹp, có ban công rất là đẹp. Chúng ta sẽ các bạn sẽ đi qua cái con cầu này. Tốt hơn là chúng ta sẽ đi qua lối bên kia thì tốt hơn nhỉ. Không hiểu chỗ này là như nào đây. Đường xanh ta đi không? Đi đã. Hello, thank you for watching. Cảm ơn bạn đã xem video này. Video được live stream trực tiếp tại Yasuo, Saitama, Urani, Itadaki arigatou gozaimasu. Koko wa Yasuo shi Saitama ken desu.
công trình rất đẹp, rất nhiều ngôi nhà mới được xây đây. Chúng ta có thể ngắm một con cầu này, cái cầu rất là dài. Wow, những khối trụ bê tông rất là to. Dự định sẽ làm cầu qua đây chăng? Đây, cầu sẽ được làm dần dần lan ra đây. Và đây là con sông của chúng ta. Tôi sẽ chụp một ảnh nữa. Thì sự kỳ vĩ của góc sông này. Những cái tấm này được làm rộng ra đây. Ở phía bên kia chúng ta có gì? Bên kia sẽ có một cầu phía đằng xa xa. Nhà khu này rất là thấp. Ở đây chúng ta có Mitsubishi gì đây này, Shoko, tức là kho của tập đoàn Mitsubishi. Tôi không biết là trong kho này có những cái gì. Những cái ống rất là to như thế này, không biết dùng để làm gì. Chúng ta tiếp tục đi về Yatsuka. Sau đó lên Yatsuya sẽ đi vào ga, sẽ bắt tàu đi về Tokyo. Bạn nào đang xem cho tôi một like, một follow nhé. That's it. Ok. Ta đang có đèn đỏ. Kojichu 50m Saki. Thôi đi dạo vào cái thời gian gọi là trăng vạng này, xoay lại tại sao không có đi như nào đây. Đây là một cái con đường đang được bị chặn lại. Xe đi xuyên đây. Shoko của Mitsubishi. It's the stock of Mitsubishi Corporation. We have planes on the sky.
want to take this one. Okay. Vì là quay phim bằng iPhone 7 cho nên không được đẹp lắm. Rất là mong là tới đây sẽ lên đời máy lên iPhone 14, 15 gì đó, có 3 mắt để quay cho nó đẹp hơn. Tại là trời khá là tối, tối rất là nhanh, chắc phải tăng tốc độ. Đây chúng ta cũng có một cái áp vận chuyển gì đó bên này. Thank you for watching. Ran Yataraki, arigatou gozaimasu. Khá là hồn đúng không ạ? Chút tự đưa xe ですね, この道は。Kuruma ga oi kara. Ở đây chúng ta có gì đây? Một nhà máy gì đó. Không rõ. Tôi không chưa thấy ai có ai comment đây không nhỉ? Chưa ai comment. Không sao. Đây là video kỷ niệm của mình cho nên mình cũng không quan trọng lắm. Wow, đây là gì vậy? Ta chỉ đi kinh sĩ. Is going on to the school. It means us. There's someone that's standing over there. I think it's the entrance of the construction of the company. I think so. Yes, I see. Okay, come out, come out, come out. Okay, I will stop. Yes, yo, yes, yo, yes, yo, this, ne, yes, yo, this, yes, yo,
chúng ta sẽ có một cái bảng biển hiệu kia, the traffic box. We will to see, come to see. Okay. Yeah, 広いですね。何？何あれ？あそこは何？何呼ぶで？何それ？で、ああ、川口ですね。川口、go straight ahead 川口。そしてこちらはジャツカ向こう、向こう。Turn on the left. So, but I think it's not necessary to turn the left here. I think we should go straight ahead and then turn. It's better. Chúng ta sẽ xem đây là cái gì nhá. Đây cái hàng rào bên trong này hình như là cái bao bì, là xử lý tái chế, recycle. It's cotton recycle. Để ngoài trời nhiều như vậy, すごいですね. ちょっと写真撮りたい。政治のこと。政治のこと。あれ？維新の会。政治の新たな選択肢。維新の学です。昭和の時代から繰り返される政治と金。そろそろ変えてみませんか？維新は身を切る改革で政治の信頼を取り戻す。政治の新たな選択肢。日本か。日本維新の会は衆議院支部長として学学部長を選任。42歳弁護士ダンス維新の学khá là tối rồi. Let's go. Hello, thank you for watching. Oh, that is 7-Eleven.
これは何のこれ橋ta đi được 32 phút tôi tính là 1 tiếng sẽ đến nơi, nhưng còn 30 phút nữa. Ok, sẽ đi qua đây. À, face. Walking in the sun, new round, new round. Walking in the dark. Oh, I see a nest here. The nest, bird's nest. Đi những con phố, đi những phố bên trong thì sẽ đẹp hơn là đi ở phía ngoài đường này. Ở đường này thì nhiều xe lại ồn ào hay là nhiều cột điện. Chúng ta đang gần tới Yatsuka. Ngày càng tiến dần về Yatsuka.
Đó là mỏi tay. Xe rất là đẹp. Để đây à. Rất là đẹp. Đấy. Rất là tối rồi. Chúng ta sẽ nhìn từ từ, đường rất là tối, cần phải chuyển lên để cho nhìn cho nó sáng sủa hơn. Như là những đoạn đường ta sẽ rẽ. Căn hộ ở đây. Bạn họ ở đây. Đây là tòa mansion trong. Để... Cố lên đèn. Ok. Amazing this area. Bãi đỗ xe rất nhiều. Mansion Danchi. Rất nhiều kuruma. Ở đây. Wow. Đây là cổng vào. Đây là cổng vào này. Stop here. Legend Square. The Scar. Oh. Tiếp tục đi tiếp. Đây là chúng ta đã đến Yatsuka rồi. Tuy chưa đến ga. Yatsuka, bầu trời của Yatsuka hôm nay nhiều mây. Ở đây chúng ta sẽ có một đèn đỏ ở đây. Rất nhiều phương tiện đang tập trung đứng ở quanh đây. Đó, để giờ bây giờ sẽ đi làm về đây. Đó, đi thẳng sẽ là Kawaguchi. Ồ, biệt thự khá là đẹp. Kawaguchi
của Sigaya và người nó đây là nhìn thấy tàu chạy qua kia, có cái ô tô này chắn luôn cái đoàn tàu chạy qua. Đây chúng ta sẽ có là Ina Geya, sẽ là một cái siêu thị cũng khá to ở đây đấy. Chúng ta sẽ ngó qua cái siêu thị này một chút. Trời rất là tối. Nhatsuka Inageya đây này. Đó, đây chính là siêu thị Inageya. Rất là thơm. Ta cần phải qua đường. Chưa biết là chúng ta sẽ đi như nào đây. Cũng còn rất lâu để tới ga. Đi thẳng về đằng kia. Sẽ tiếp tục đi. EU style. Akumu. Zero Ente. Promises. TBS. Shoko. Bây giờ mới khoảng 5 giờ nhưng trời rất là tối. Thì chúng ta có 7-Eleven. It's over there. 7-Eleven. Here is TBS housing there. TBS housing.
không hiểu lắm thì penthouse nghĩa là gì. Soka Kaiba ta sẽ có TPS housing. Ở chỗ thì triển lãm mà nhà đây là 7-Eleven. Ok, ta đã gần ngã rồi, đi đoạn này chúng ta sẽ sang đường. Đây, tòa nhà Manson. Hai đèn xanh đèn đỏ. Đây là một tòa nhà Manson khá là to. Ok, cửa hàng đồng hồ. Giờ Yatsuka Station.
スプリング。Train is passed through this station. I think it's a semi-express or a special. Đây là ga Yatsuka nha. Yatsuka no eki desu. Yatsuka.Train is coming. Yatsuka Station. Is gone, is come. Inageya. Ở đây cũng có một nhà hàng Inageya. Barefoot. Pika pika. Now emulation is everywhere because Christmas is coming soon.I saw here. And this is Matsan. Sẽ đi sang bên kia của nhà ga nhé. Có vali mất. Yatsuka Station. We're going to the end.
おかしい。なんていうね。À, cửa bên này nhỏ hơn cửa bên kia. Nhà to cửa nhỏ. Cầu bên này rất nhỏ, chặn lối như này. Nga si. France. This is bus stop. Sukasi IMF. Sukasi thì đây là Yatsuka Nichome Ichome của Yatsuka Eki. Okay, thank you for watching, and I think I will stop my trip now. See you next time. Bye bye and see you again.